Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu gọi 12 tông đồ và sai từng hai người đi. Người ban cho các ông có quyền trên các thần ô uế, và người truyền các ông đi đường, đừng mang gì ngoài cây gậy, không mang bị mang bánh, không mang tiền trong túi, nhưng chân đi dép, và đừng mặc hai áo. Người lại bảo, đến đâu các con vào nhà nào thì ở lại đó cho đến khi ra đi. Ai không đón tiếp các con thì cũng không nghe lời các con. Các con hãy ra khỏi đó, phủi bụi chân để làm chứng tố cáo họ. Các ông ra đi rao giảng sự thống hối, các ông trừ nhiều quỷ, sức dầu chữa lành nhiều bệnh nhân. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Anh chị em thân mến, bài tin mừng hôm nay kể lại câu chuyện Chúa Giêsu sai 12 tông đồ đi thực tập truyền giáo. Đồng thời, Chúa Giêsu cũng căn dặn các ông về cách thức và mục đích của việc truyền giáo. Sứ mạng Chúa trao cho các tông đồ cũng là sứ mạng của Hội Thánh và của mỗi người chúng ta. Do đó, chúng ta thấy rằng chúng ta không phải được sinh ra và sống trên mặt đất này một cách vô dụng. Thiên Chúa có chương trình đặc biệt của Ngài, và Thiên Chúa cũng có chương trình đặc biệt cho mỗi người chúng ta và nhờ chúng ta. Cái chương trình đó là cùng với Chúa Giêsu, chúng ta thực hiện kế hoạch yêu thương và cứu chuộc của Chúa. Trong tinh thần này, chúng ta cùng nhau suy nghĩ ba cái từ ngữ gọi, chọn và sai đi trong cái kế hoạch của Chúa. Thứ nhất là gọi. Thiên Chúa kêu gọi và còn tiếp tục kêu gọi chúng ta nữa. Chúa luôn luôn kêu gọi chúng ta đến để làm công việc của Chúa. Nhưng Chúa gọi không chưa đủ. Chúa cần cái sự trả lời, cái lời đáp trả của mỗi người chúng ta. Chúa đã kêu gọi Amos, Chúa đã gọi Phaolô trên đường đi Damas, Chúa cũng đã kêu gọi các môn đệ của Người theo Người. Lời kêu gọi này cần có một câu trả lời. Thiên Chúa để mỗi người chúng ta tự do, Thiên Chúa mời gọi, nhưng Thiên Chúa không cưỡng bức ai. Dù vậy, cái lời kêu gọi này cũng rất là cấp bách, bởi vì Ngài đang cần chúng ta. Thiên Chúa muốn chúng ta chấp nhận
chấp nhận để đi theo Ngài. Thiên Chúa gọi chúng ta lúc nào? Thiên Chúa kêu gọi chúng ta từ trong lòng mẹ, từ lúc chúng ta sinh ra, từ khi chúng ta chịu phép rửa tội, chịu phép bí tích thêm sức. Và cái sau này, lời cái kêu gọi đó được cụ thể hóa trong các bậc sống của mỗi người chúng ta, độc thân hay có gia đình, linh mục, tu sĩ hay là người giáo dân, ở đây hay chỗ khác. Qua các dấu chỉ bậc sống này, chúng ta cần phải tự hỏi xem Thiên Chúa chờ đợi điều gì nơi chúng ta ở đây và bây giờ. Chúng ta cũng nên, cũng cần thăm hỏi những nhà chuyên môn để các ngài có thể giúp chúng ta phân biệt đâu là lời kêu gọi của Chúa trong cuộc sống hằng ngày của mỗi người chúng ta. Thứ hai, gọi Thiên Chúa đã chọn chúng ta, và Thiên Chúa đã gọi chúng ta, và Thiên Chúa còn chọn chúng ta nữa. Chúa gọi chúng ta đến để Ngài chọn chúng ta. Chúa chọn chúng ta chứ không phải là ai khác. Thật vậy, sự kiện mà chúng ta có mặt ở trên thế gian này không phải chỉ đơn thuần là kết quả của cha mẹ chúng ta, nhưng mà còn do ý Chúa muốn. Chúa chọn thường thường thì khác với con người chọn. Trong cuộc sống hàng ngày chúng ta cũng đã kinh nghiệm quá nhiều. Chúng ta luôn luôn, phần đông, chọn những người tốt nhất để đưa vào cái vị trí này hay là vị trí kia. Các cơ xưởng, chúng ta thấy người ta chọn người, người ta làm những bài trắc nghiệm để mà đánh giá. Người ta đưa ra hội đồng để mà chọn lựa. Còn Thiên Chúa, Ngài không hành động như thế. Thường thường Ngài chọn cách âm thầm và làm nhiều người bối rối, chọn những người tầm thường nhưng có tinh thần phục vụ. Chúng ta hãy xem lại, đó là cái cách mà Chúa đã chọn tiên tri Amos trong bài đọc thứ nhất, cách mà Chúa đã chọn Phaolô, cái cách mà Chúa đã chọn 12 tánh thông đồ và sai đi. Những vị này, các ông này chỉ là những người tầm thường được Chúa chọn để trở thành những nhà truyền giáo đầu tiên. Sau cùng, sự chọn lựa của Thiên Chúa không phải chỉ xảy ra một lần, nhưng Thiên Chúa còn tiếp tục chọn lựa mãi mãi. Nghĩa là không phải kết thúc việc chọn lựa với 12 thánh tông đồ và 72 môn đệ xa xưa của Chúa Giêsu, nhưng sự chọn lựa đó còn kéo dài đến chúng ta, bởi vì Thiên Chúa cần đến chúng ta. Sau khi được kêu gọi và được chọn, giờ đây Thiên Chúa sai phái chúng ta đi. Theo bậc sống khác nhau, tất cả chúng ta là những nhà truyền giáo, những nhà rao giảng phúc âm. Những nhà truyền giáo, những nhà rao giảng phúc âm hay là những nhà thừa sai không chỉ là những người đi ra rao giảng phúc âm cho dân ngoại, nhưng mà những người này, những nhà truyền giáo này, những nhà thừa sai này còn sống phúc âm của Chúa qua cái lời nói và hành động của họ, để làm gương cho những người khác. Cũng như Chúa đã sai phái Amos làm việc giữa dân tộc Israel, cũng như Chúa đã sai phái Thánh Phaolô đến với dân ngoại, cũng như Chúa đã sai phái 12 tông đồ
Cũng vậy, Thiên Chúa sẽ sai phái chúng ta đi. Chúng ta được sai đi không phải một lần là đủ, nhưng còn được sai đi hằng ngày. Sai đi đâu? Sai đi đến những chỗ mới, trong những hoàn cảnh mới, gặp những con người mới. Vì thế mà chúng ta phải luôn luôn cầu nguyện để chúng ta khám phá ra ý Chúa ở những cái nơi, những người mà Chúa sai đến với chúng, sai phái chúng ta đến. Chúng ta được kêu gọi để nhận ra tiếng của Chúa ở trong phúc âm, trong tâm hồn và trong hoàn cảnh sống của chúng ta. Chúng ta được kêu gọi tạ ơn Chúa vì Ngài đã kêu gọi chúng ta, đã chọn và đã sai phái chúng ta ra đi trên cánh đồng truyền giáo của Chúa. Sau cùng, thưa anh chị em, tất cả mọi người chúng ta cũng được Chúa gọi hằng ngày đến với Chúa qua các bí tích, đặc biệt là bí tích thánh thể, qua cái lời của Chúa. Chúng ta có đáp trả những lời đó, có muốn đến với các bí tích, đến với bí tích thánh thể hay không? Bởi vì qua cái lời của Chúa, qua các bí tích, thì chúng ta mới có những cái phương tiện giúp chúng ta sống ngày càng đẹp lòng Chúa, ngày càng thánh thiện hơn, giúp chúng ta sống ngày càng xứng danh người Kitô hữu, người rao giảng phúc âm lời của Chúa nhiều hơn. Thiên Chúa có một kế hoạch cho mỗi người chúng ta. Ngài muốn và Ngài cần chúng ta cộng tác trong tình yêu. Thiên Chúa đã kêu gọi chúng ta trong tình yêu. Thiên Chúa đã chọn chúng ta, và cũng trong tình yêu, Thiên Chúa đã sai chúng ta đi đến với những người khác. Chúng ta cùng nhau cầu xin Chúa ban ơn giúp sức cho chúng ta, để chúng ta sẵn sàng đáp trả lại tiếng Chúa gọi. Nhờ đó mà chúng ta mới có thể phục vụ Chúa và phục vụ anh em của mình một cách xứng hợp.